Một ngày mới đã đến rồi, Hồng Nhung rất vui được gặp quý vị trong bản tin tổng hợp hôm nay, thứ năm ngày 16 tháng 2. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành với chúng tôi. Kính chúc quý vị một ngày mới nhiều sức khỏe và niềm vui. Ngay sau đây là phần tin trong nước. Mời quý vị cùng theo dõi. Trước tiên là phần điểm tin chính. Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt người đàn ông cưỡi ngựa dạo khắp trung tâm. Lật xe chở hàng từ thiện trên đèo, 3 người thương vong. Tai nạn thảm khốc tại Quảng Nam, nạn nhân thứ 10 tử vong. Điều tra ép mua bảo hiểm, ngân hàng bảo hiểm và cú bắt tay nghìn tỷ. Bắc Giang, nữ sinh lớp 7 mang thai 9 tháng không ai biết, tự sinh con trong nhà tắm. Bộ trưởng Công Thương làm việc với EVN về tăng giá điện. Việt Nam đổi sổ về nhà vệ sinh công cộng cho dân và du khách. Trang trại bò sữa Phú Yên bốc mùi hôi thối, người dân đeo khẩu trang cả lúc ngủ. Cá kho tộ Việt Nam lọt top 100 món ăn ngon nhất thế giới. Vĩnh Long tồn đọng 80.000 tấn cam sành, nhiều siêu thị giải cứu. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa lập biên bản xử phạt một thanh niên 23 tuổi ngụ tại địa bàn về hành vi cưỡi ngựa trên đường phố gây xôn xao dư luận. Trước đó vào trưa ngày 15 tháng 2, một thanh niên cưỡi con ngựa lông trắng, mặc áo đội mũ màu vàng, có logo và đồng phục của hãng xe công nghệ Pi đi qua nhiều tuyến đường ở quận 3. Một số tài xế ô tô phải dừng hoặc tấp vào lề đường để ngựa qua. Nhiều người hiếu kỳ dùng điện thoại chụp ảnh, quay phim gây cản trở giao thông. Khi thanh niên này cưỡi ngựa đến giao lộ Hai Bà Trưng, Nguyễn Đình Chiểu thì bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng lại. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thanh niên cưỡi ngựa ở trung tâm thành phố bị phạt hành chính với hai lỗi điều khiển xúc vật đi vào phần đường của xe cơ giới và không dọn sạch chất thải của xúc vật thải ra đường. Tổng số tiền bị phạt là 160.000 đồng. Làm việc với cảnh sát, người thanh niên cho biết thuê ngựa ở trang trại tại huyện Bình Chánh rồi dùng xe tải trở lên trung tâm thành phố Hồ Chí Minh để gây chú ý, quảng cáo cho hãng xe công nghệ. Trong khi đó, theo đại diện hãng xe công nghệ, công ty không có chủ trương dùng cách này để quảng cáo. Công an huyện Đắc Tô, tỉnh Kon Tum cho biết đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 40B khiến 3 người thương vong. Trước đó vào khoảng 20 giờ tối ngày 14 tháng 2, tài xế Phạm Văn Sinh, 35 tuổi, trú tại tỉnh Long An, điều khiển xe tải mang biển kiểm soát tỉnh Đồng Tháp, chở theo anh Nguyễn Phú Minh Lâm, 38 tuổi, cùng chú Long An và một người khác lưu thông trên quốc lộ 40B theo hướng Kon Tum đi Quảng Nam. Khi đến đèo Văn Rơi thuộc địa phận thôn Đắc Mông, xã Đắc Trăm, huyện Đắc Tô thì xe tải không may bị lật. Vụ tai nạn khiến anh Lâm tử vong tại chỗ, tài xế Sinh bị thương nặng và người còn lại bị thương nhẹ. Chiếc xe tải gặp nạn chở hàng từ huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đi huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam để làm từ thiện. Theo ông Đặng Quang Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắc Tô, sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng đã cứu chữa người bị thương, huy động lực lượng bốc dỡ hàng hóa. Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc tại Quảng Nam, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho biết, thêm một nạn nhân vụ tai nạn giữa xe khách và xe đầu kéo tử vong. Nạn nhân là ông Đinh Tám, 40 tuổi, trú xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, bệnh nhân Đinh Tám khi được đưa vào bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương nội sọ. Bệnh viện đã nỗ lực cứu chữa, tuy nhiên đến tối cùng ngày, bệnh nhân vẫn nguy kịch và rất yếu nên gia đình xin đưa về nhà. Sau khi được đưa về nhà, nạn nhân đã tử vong. Trước đó vào khoảng 3 giờ 41 phút sáng ngày 14 tháng 2 tại ngã tư giao nhau giữa đường Võ Chí Công và đường xuống cảng Tam Hiệp, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành. Thời điểm trên xe khách mang biển số 76B00660 do ông Phạm Đức Hậu, 48 tuổi, cầm lái, đi trên đường Võ Chí Công theo hướng Quảng Ngãi, Đà Nẵng. Trên xe có thêm 20 người đã va chạm mạnh với xe đầu kéo do ông Trần Minh Nhật, 41 tuổi, lái. Cú đâm ngang hông xe đầu kéo của xe khách đã khiến xe bị văng ra, lật ngửa. 8 người trên xe khách, trong đó có tài xế Hậu tử vong tại chỗ và ở bệnh viện 13 nạn nhân khác trên xe khách được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Đến thời điểm hiện tại, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Quảng Nam đã khiến 10 người tử vong. Truyền thông trong nước đưa tin, trong gần 10 năm trở lại đây, các thương vụ ký kết thỏa thuận độc quyền phân phối bảo hiểm qua kênh ngân hàng diễn ra sôi động. Không chỉ có thời hạn kéo dài từ 15 năm trở lên, nhiều thương vụ hợp tác độc quyền còn có giá trị lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Sau những bản ký kết này, không ít ngân hàng đã thiết kế sản phẩm theo hướng cài cắm bảo hiểm vào dịch vụ ngân hàng hoặc ép nhân viên phải tìm mọi cách để đường nào cũng dẫn đến bảo hiểm. Trong khi các nhân viên ngân hàng bị ép bán bảo hiểm nhân thọ cho khách vay, sản phẩm này cũng là nỗi ám ảnh của nhiều khách hàng khi đi vay vốn. Đại diện một doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh chuyên kinh doanh nông sản xuất khẩu cho biết có làm hồ sơ vay vốn tại một ngân hàng lớn và đã được giải ngân một phần, nhưng sau đó ngân hàng bắt phải mua bảo hiểm mới tiếp tục giải ngân phần còn lại. Theo vị này, dù doanh nghiệp ký hợp đồng vay vốn phục vụ sản xuất và xuất khẩu, nhưng ngân hàng không giải ngân mà ép mua bảo hiểm giá trị lớn. Việc mua bảo hiểm này không liên quan gì đến khoản vay sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp.
Không chỉ đi vay mới gặp khổ, nhiều bạn đọc cho biết đã tới ngân hàng gửi khoản tiền tích lũy nhiều năm, nhưng sau đó bị tư vấn mập mờ và kéo sang tham gia bảo hiểm nhân thọ. Đến 1-2 năm sau, khách hàng mới biết nếu không đóng tiếp phí bảo hiểm thì gần như mất trắng hàng trăm triệu đồng đã đóng ban đầu. Trường Trung học cơ sở xã An Bá, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang vừa thông tin về một nữ sinh của trường có thai và tự sinh con trong phòng tắm tại gia đình. Trước đó vào ngày 11 tháng 2, nhà trường được gia đình của em C sinh năm 2010 đang theo học lớp 7 của trường Trung học cơ sở xã An Bá cho biết em vừa mới sinh con. Theo thông tin từ gia đình, trong lúc đang ở nhà, em C bất ngờ đau bụng dữ dội, sau đó em vào phòng tắm và đã tự hạ sinh bé trai nặng khoảng 2,7 kg. Người thân trong gia đình phát hiện sự việc đã đưa em C cùng bé sơ sinh đến trung tâm y tế huyện Sơn Động để được chăm sóc. Hiện sức khỏe của hai mẹ con em C đã ổn định. Em C cho biết em đã có bạn trai và thường xuyên cùng bạn đi chơi đêm. Em phát hiện mình có thai từ khoảng tháng 6 năm 2022 nhưng vẫn tiếp tục đi học đầy đủ các môn học ở trường bình thường, kể cả môn thể dục. Do thời gian mang thai của em C là mùa đông, em thường mặc áo khoác rộng, lớp áo quần dày, che chắn nên bạn bè cũng như giáo viên không hề phát hiện ra sự thay đổi. Vụ việc đang được công an xã An Bá tiến hành điều tra. Báo Dinh đưa tin mới đây, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên và ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, đã làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN về việc điều chỉnh giá điện 2022-2023. Theo đó, việc điều chỉnh giá điện cần phải được tính toán, đánh giá cân nhắc đầy đủ tác động đến lạm phát, đời sống của người dân. Cách đây ít ngày, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký quyết định về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân mới trong khoảng 1.826 đến 2.444 đồng 1 kWh. Việc ban hành khung giá bán lẻ điện bình quân mới là cơ sở để Bộ Công Thương ra quyết định về mức tăng giá bán lẻ điện bình quân cụ thể trong năm nay. Trước đó, EVN đã đề xuất tăng giá điện trong bối cảnh doanh nghiệp này ước lỗ hơn 30.000 tỷ đồng năm 2022 do giá nhiên liệu tăng cao. Và năm 2023, nếu giá bán lẻ điện giữ nguyên theo giá điện hiện hành, thì số lỗ dự kiến lên đến 64.941 tỷ đồng, trong đó 6 tháng đầu năm sẽ lỗ 44.099 tỷ đồng và 6 tháng cuối năm lỗ 20.842 tỷ đồng. Như vậy, tổng lỗ sản xuất kinh doanh của EVN lũy kế 2 năm 2022 và 2023 là 93.817 tỷ đồng. Với số lỗ dự kiến trên, EVN nhận định nếu năm 2023 không được tăng giá điện ở mức phù hợp, EVN sẽ bị mất cân đối dòng tiền hoạt động. Trang Nikkei Asia mới đây đăng tải bài viết chỉ ra rằng hai thành phố lớn của Việt Nam xếp hạng gần chót trên tổng số 69 thành phố trên khắp thế giới về mật độ nhà vệ sinh trên mỗi km vuông. Cụ thể, trong bảng xếp hạng dựa trên số nhà vệ sinh công cộng có trên mỗi km vuông của QS Supply, một công ty có trụ sở tại Anh, Hà Nội đứng vị trí 66 và thành phố Hồ Chí Minh xếp 67 trên 69 thành phố du lịch toàn cầu. Thứ hạng này kém xa các thành phố trong khu vực Đông Nam Á như Kuala Lumpur của Malaysia đứng thứ 42 và Bangkok của Thái Lan ở vị trí 45. Bài này có đoạn, đường phố của thành phố Hồ Chí Minh có mọi thứ mà du khách muốn, thức ăn ngon, lịch sử khắc sâu vào kiến trúc. Nhịp sống địa phương sôi động khi những shipper mải mốt giao gà hoặc chơi bài khi rảnh rỗi. Tất cả mọi thứ ngoại trừ nhà vệ sinh. Thành phố này cùng với Hà Nội là một trong những thành phố mà khách du lịch khó sử dụng nhà vệ sinh nhất trong kỳ nghỉ của họ. Roberto Romero, một du khách Tây Ban Nha cho biết, tôi sẽ không nói dối, trải nghiệm của tôi với nhà vệ sinh công cộng ở Việt Nam là khá tệ. Tôi luôn cố gắng sử dụng nhà vệ sinh ở các quán bar hoặc nhà hàng với chúng sạch sẽ hơn một chút. Bày tỏ sự yêu mến của mình, Romero tiết lộ anh đã đến Việt Nam nhiều lần, tổng thời gian lưu trú là hơn 5 tháng, nhưng cho rằng toilet ở đất nước này là một điểm trừ. So sánh các thành phố trên với Bangkok, một trong những điểm đến thường được đem lên bàn cân với du lịch Việt Nam vì có nhiều nét tương đồng, Romero nói anh có thể thấy sự khác biệt rõ ràng. Không chỉ riêng khách du lịch, nhiều người dân Việt Nam cũng lên tiếng than phiền về việc vắng bóng sự hiện diện của những nhà vệ sinh công cộng. Báo VTC vừa đăng tải bài viết phản ánh về trang trại bò sữa ở huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên chưa hoàn thiện hệ thống xử lý chất thải, thải nước màu đen kịt, mùi hôi thối ra môi trường bên ngoài. Theo phản ánh của người dân thôn Hòa Thuận, sau gần 4 năm trang trại bò sữa này đi vào hoạt động, người dân ngày ngày phải sống chung với mùi phân bò, nhất là vào mùa nắng nóng, thời điểm từ tháng 3 đến tháng 6 hàng năm. Nhiều người dân cho biết thời điểm nắng nóng họ phải mắc mùng ăn cơm để tránh ruồi nhặng bay vào đồ ăn, thậm chí cả khi ngủ cũng phải đeo khẩu trang. Phóng viên VTC News đã có mặt tại hiện trường khi cách gần 1 km đã ngửi thấy mùi hôi của phân bò. Càng đi gần về phía trang trại, mùi hôi càng nồng nặc. Ngay phía sau trang trại có đường ống bằng nhựa, phần lộ thiên dài khoảng 1 mét, một đầu từ trong trang trại đi ra phía ngoài, sau đó chạy ngầm và đầu ống còn lại dẫn nước màu đen trực tiếp đổ ra hồ Hòa Thuận. Bên trong trang trại có nhiều hầm chứa nước, chứa phân bò nhưng không được che đậy,
rồi nhặng bâu đầy trên mặt hầm chứa. Hơn 4 năm qua, người dân ở xung quanh khu vực trang trại bò sữa này đã phải sống chung với ô nhiễm. Các quán ăn ở gần cũng phải đóng cửa vì khách không chịu được mùi hôi thối. Người dân mong mỏi cơ quan chức năng sớm vào cuộc trả lại không gian trong lành cho người dân. Mới đây, Tastylab, chuyên trang nổi tiếng về ẩm thực đã công bố danh sách 100 món ăn chế biến từ cá ngon nhất thế giới, trong đó có cá kho tổ của Việt Nam. Giải thưởng này do độc giả của chuyên trang ẩm thực bình chọn. Họ là những du khách đã từng thưởng thức các món ăn này. Theo đó, món cá kho tổ của Việt Nam ở vị trí số 75 với điểm số 3,8 trên 5 trong danh sách 100 món ăn chế biến từ cá ngon nhất thế giới. Theo Tastylab, món cá này thực sự ăn rất ngon và hiện nay đã trở thành một món ăn truyền thống nằm trong danh sách nền ẩm thực Việt được nhiều người biết đến. Chính vì vậy, khi tới Việt Nam du lịch thì đây cũng là một trong những món ăn hoàn hảo cho du khách thưởng thức. Bên cạnh món cá kho tổ của Việt Nam còn 99 món khác của các quốc gia trên thế giới. Trong đó vị trí số 1 là món cá mòi nướng của Tây Ban Nha với số điểm 4,8 trên 5. Ngày 15 tháng 2, ông Nguyễn Văn Liêm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Vĩnh Long cho biết, ngành nông nghiệp không thể can thiệp trong việc 80.000 tấn cam sành đang bị tồn đọng ở địa phương. Ông Liêm bày tỏ sự chua xót và cho biết, do quy luật cung cầu của thị trường, ngành nông nghiệp không có chính sách để giải cứu cam trong hoàn cảnh này. Thời điểm này, giá cam sành thương lái mua tại vườn từ 1.500 đến 4.000 đồng kg. Đây là mức giá thấp chưa từng thấy. Trong khi đó, giá cam sành phải từ 10 đến 12.000 đồng kg, người trồng mới hỏa vốn. Theo quy hoạch đến năm 2025, Vĩnh Long có 15.000 ha cam sành, nhưng số hiện tại đã là 17.000 ha. Huyện Trà Ôn là địa phương có diện tích cam lớn nhất tỉnh với sản lượng đang tồn đọng là 60.000 tấn. Tiếp đó là huyện Vũng Liêm và Tam Bình, mỗi huyện 10.000 tấn. Ngoài Vĩnh Long, rất nhiều địa phương khác ở đồng bằng sông Cửu Long, miền Bắc, miền Trung cũng trồng cam sành. Trong khi đó, các cơ sở chế biến cam sành không nhiều. Tình cảnh này đặt trái cam sành ở Vĩnh Long vào một viễn cảnh mờ mịt. Để giải bài toán này, ngành nông nghiệp Vĩnh Long cho biết, đối với lượng cam sành đang tồn đọng, các tổ chức cá nhân sẽ tự vận động người tiêu dùng tiêu thụ. Riêng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh sẽ tiếp tục yêu cầu ngành nông nghiệp các địa phương khuyến cáo người dân không mở rộng thêm diện tích cam. Ngoài ra, một số hệ thống siêu thị lớn cũng đã vào cuộc giải cứu cam sành, hỗ trợ phần nào cho nông dân. Từ ngày 15 tháng 2, các siêu thị Go, Big C tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực miền Nam triển khai chương trình bán cam sành với mức giá không lợi nhuận để đồng hành cùng nông dân vượt qua khó khăn. Theo đó, mỗi kg cam sành được thu mua với giá tốt cho nông dân là 10.000 đồng một kg và bán ra là 10.900 đồng một kg. Các siêu thị trên dự kiến tiêu thụ khoảng 25 tấn cam sành, góp phần để giá bán cam sành của nông dân tăng trở lại, giúp họ yên tâm sản xuất vụ mùa tiếp theo. Trong khi đó, giá cam sành tại nhiều hệ thống bán lẻ khác như Co.opmart, Co.op, Xtra cũng đang được bán với giá rất thấp so với các tháng trước. Để đẩy mạnh tiêu thụ cam sành ngoài bán cam trái, các hệ thống siêu thị tại thành phố Hồ Chí Minh còn tăng cường bán thêm các sản phẩm chế biến từ cam như nước ép và các loại bánh kèm cam tươi. Tiếp theo đây là những tin tức trên thế giới. Trước tiên là phần điểm tin chính. Cảnh báo Trung Quốc, Mỹ đưa nhóm tấn công hàng không mẫu hạm vào Biển Đông. Trung Quốc cáo buộc Mỹ đưa hơn 10 khinh khí cầu vào không phận. Hà Nam tiếng nổ bí ẩn ở nhiều nơi, người dân hốt hoảng. Không còn xe, quân đội Nga đi bộ vào chiến trường Vuleda. Nga lần đầu triển khai tàu vũ trang hạt nhân sau 30 năm. Đội cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ vẫn nghe tiếng nói dưới đống đổ nát. Ông Trump có đối thủ mới trong cuộc đua ứng viên Tổng thống Mỹ năm 2024. Bão lớn nhất thế kỷ đổ bộ, New Zealand ban bố tình trạng khẩn cấp. Nigeria 40 người tử vong do dịch bạch hầu. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Truyền thông quốc tế đưa tin, một ngày sau khi truyền thông Trung Quốc chế giễu chính quyền ông Biden vì đã cho máy bay chiến đấu đọ sức với khinh khí cầu Trung Quốc, một nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm của Hải quân Hoa Kỳ đã được triển khai trở lại vùng biển quốc tế ở Biển Đông. Cụ thể, nhóm tấn công hàng không mẫu hạm Nimitz và nhóm sẵn sàng đổ bộ đảo Makin với đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến thứ 13 đã bắt đầu các hoạt động tập trận ở vùng biển trung lập mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền. Được biết, Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông và phản đối mạnh mẽ bất kỳ hoạt động quân sự nào của các quốc gia khác trên tuyến đường thủy, nơi vận chuyển hàng hóa trị giá 5.000 tỷ đô la hàng năm. Washington không có lập trường chính thức nào về chủ quyền của vùng biển, nhưng cho rằng quyền tự do hàng hải và hàng không phải được bảo vệ. Theo đó, cuộc tập trận trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng vẫn ở mức cao giữa Washington và Bắc Kinh. Sự hiện diện của các tàu chiến có thể sẽ không làm dịu vấn đề, nhưng có thể thể hiện được quyết tâm của Mỹ và Trung Quốc chắc chắn đang theo dõi chặt chẽ. Hãng CNN đưa tin, Bắc Kinh mới đây cáo buộc hơn 10 khinh khí cầu tầm cao của Mỹ đã xâm phạm không phận Trung Quốc kể từ đầu năm ngoái. Cụ thể, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân nói, việc khinh khí cầu của Hoa Kỳ xâm nhập trái phép không phận của các quốc gia khác là điều thường xuyên xảy ra.
Ông Vương tuyên bố chỉ tính riêng từ năm ngoái, khinh khí cầu tầm cao của Hoa Kỳ đã xâm nhập không phận Trung Quốc trái phép hơn 10 lần mà không có sự chấp thuận của Trung Quốc. Được biết đây là lần đầu tiên Bắc Kinh cáo buộc Washington thả khinh khí cầu qua nước này. Tuy nhiên điều đáng chú ý là Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ đưa ra cáo buộc mà không có bất kỳ bằng chứng nào. Về vấn đề này, người phát ngôn an ninh Nhà Trắng John Kirby khẳng định không có máy bay do thám nào của Hoa Kỳ bay vào không phận Trung Quốc. Được biết, hồi đầu tháng này, Mỹ đã phát hiện một khinh khí cầu của Trung Quốc bay qua các cơ sở tên lửa hạt nhân quan trọng ở bang Montana, phía Tây Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sau đó đã lập tức hủy chuyến công du Bắc Kinh khi khinh khí cầu do thám Trung Quốc bị bắt quả tang. Dù vậy, Trung Quốc kiên quyết phủ nhận các cáo buộc và khẳng định khinh khí cầu trên chỉ là một khinh khí cầu dân sự và bay lạc sang không phận quốc gia khác. Hãng truyền thông Trung Quốc Jimu News đưa tin, mới đây những tiếng nổ lớn bí ẩn đã vang lên ở nhiều nơi trên khắp tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Trong nhiều video do cư dân mạng Trung Quốc đăng tải, có thể thấy các cửa ra vào và cửa sổ trong nhà người dân đều rung chuyển khi tiếng động lớn xảy ra, khiến nhiều người lầm tưởng là dấu hiệu của động đất và bỏ chạy khỏi khu vực để bảo toàn tính mạng. Tuy nhiên, theo các khoa cấp cứu ở thành phố Tháp Hà và Hứa Xương, tỉnh Hà Nam không có vụ nổ hay thiên tai nào được báo cáo trong khu vực vào thời điểm đó. Nhiều cư dân mạng từ thành phố Trú Mã Điếm, Hứa Xương, Chu Khẩu, Tháp Hà và những nơi khác cũng cho biết họ đã nghe thấy những tiếng động lớn. Được biết vào ngày 25 tháng 10 năm ngoái, vào khoảng 6 giờ 30 phút chiều, nhiều người dân cũng đã nghe thấy một tiếng nổ lớn không rõ nguyên nhân tại một khu dân cư của thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam. Mới đây, tài khoản Twitter Tenda chuyên theo dõi về cuộc chiến Nga-Ukraine đã tung ra một đoạn video quay cảnh quân đội Nga tiến đến chiến trường Buleda, Ukraine mà không có sự yểm trợ của xe bọc thép, dù điều này được cho là sẽ gây ra một lượng lớn thương vong. Theo đó, nhiều người đã đặt ra nghi vấn về việc Nga đang thiếu thiết bị chở quân như các loại xe chiến đấu, xe bọc thép. Được biết trước đó, mạng phân tích và thống kê tình báo ORIT đã chỉ ra rằng quân đội Nga đã mất 9.100 phương tiện quân sự như xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép chở quân kể từ khi bắt đầu chiến tranh và con số này đang tiếp tục tăng mạnh. Bộ Quốc phòng Anh tuần trước cũng cho biết các lực lượng Nga có thể đã tháo chạy và bỏ lại ít nhất 30 xe bọc thép gần như nguyên vẹn sau cuộc tấn công thất bại xung quanh Vuleda. Sau khi được đăng tải, các video chiến trường trên đã bị cư dân mạng Twitter chế giễu, cho rằng trong chiến tranh hiện đại Nga vẫn cử binh lính làm là chán sống. Tại một diễn biến khác, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa thừa nhận Moscow đang phải chịu áp lực từ vô số lệnh trừng phạt của phương Tây. Tuy nhiên, ông Putin nhận định Nga đã vượt qua toàn bộ những lệnh trừng phạt trên với một cái đầu lạnh. Được biết, hồi tháng 9 năm ngoái, đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna, Áo cho biết các quốc gia phương Tây đã áp tổng cộng 11.000 lệnh trừng phạt khác nhau lên Nga. Con số này có thể cao hơn vào thời điểm hiện tại, biến Nga trở thành quốc gia bị trừng phạt nhiều nhất thế giới. Truyền thông quốc tế đưa tin, tình báo Na Uy cho biết Nga vừa triển khai tàu trang bị hạt nhân lần đầu tiên kể từ thời chiến tranh lạnh. Cụ thể, Nga đang bắt đầu triển khai các tàu trang bị vũ khí hạt nhân chiến thuật ở biển Baltic. Được biết, cách đây 30 năm trong thời kỳ chiến tranh lạnh, các tàu chiến từ hạm đội phương Bắc của Nga thường xuyên ra khơi về vũ khí hạt nhân, nhưng đây là lần đầu tiên Liên bang Nga hiện đại làm điều tương tự. Tình báo Na Uy nhấn mạnh, vũ khí hạt nhân chiến thuật là một mối đe dọa đặc biệt, nghiêm trọng trong một số tình huống tác chiến mà các nước NATO có thể tham gia. Tình báo Na Uy cũng chỉ ra không thể loại trừ khả năng leo thang một cuộc chiến tranh cục bộ thành cuộc xung đột rộng lớn hơn liên quan đến Mỹ, NATO và Na Uy. Cơ quan này đánh giá rằng dù Nga sẽ duy trì hiện đại hóa và phát triển kho vũ khí hạt nhân, nhưng dự kiến không có thay đổi đáng kể nào trong học thuyết hạt nhân của Nga trong những năm tới. Hãng AFP đưa tin, hơn một tuần sau khi trận động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra tại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, các đội cứu hộ ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ cho biết vẫn có thể nghe thấy tiếng nói từ bên dưới đống đổ nát, mang đến hy vọng len lỏi tìm thấy thêm người sống sót. Theo thống kê, số người chết trong động đất đã tăng lên hơn 41.000 người. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, số nạn nhân tử vong là 35.418 người, còn tại Syria, số người thiệt mạng đã tăng lên đến 5.814. Jim Elder, phát ngôn viên Cơ quan Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF nhận định, rõ ràng số người chết sẽ tiếp tục tăng lên một cách bi thảm, con số cuối cùng sẽ rất khủng khiếp. Hiện sự đau thương đang ám ảnh người dân Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là trẻ em. Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay cho biết, 571 trẻ em được cứu khỏi đống đổ nát đã mất cả bố lẫn mẹ. Các nhân viên y tế cho hay, những đứa trẻ được kéo khỏi đống đổ nát đều lập tức hỏi về bố mẹ chúng. Truyền thông Mỹ đưa tin, cựu thống đốc Nam Carolina Nikki Haley mới đây đã loan báo sẽ tham gia tranh cử ghế tổng thống Mỹ năm 2024 là ứng viên thuộc Đảng Cộng hòa. Bà Haley sẽ chính thức đối đầu với cựu tổng thống Donald Trump trong cuộc đua này. Được biết, bà Haley từng giữ chức đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc dưới thời tổng thống Trump. Trong thông điệp mở đầu chiến dịch tranh cử, bà Haley đã vạch rõ
Bà coi ai và điều gì là thách thức lớn nhất đối với nước Mỹ? Nữ chính trị gia tuyên bố, Trung Quốc và Nga đang lấn tới. Hai nước này nghĩ chúng ta có thể bị bắt nạt, nhưng tôi không cam chịu bị bắt nạt. Đồng thời, bà Haley cũng cáo buộc chính quyền Trung Quốc phạm tội diệt chủng đối với một bộ phận người dân nước này. Về đối nội, bà Haley nói bà sẽ chống lại những nỗ lực phá hoại nước Mỹ, viết lại lịch sử Mỹ của cánh tả. Bà cũng cam kết sẽ chịu trách nhiệm về kinh tế và đảm bảo an ninh biên giới. Hiện với tuyên bố trên, bà Haley là thành viên thứ hai của Đảng Cộng Hòa chính thức chạy đua làm ứng cử viên Tổng thống Mỹ năm 2024 sau ông Trump. Theo The Guardian, New Zealand vừa ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia khi bão Gabrielle lớn nhất thế kỷ tấn công nước này, gây ngập lụt và tàn phá diện rộng. Hiện ít nhất 3 người đã thiệt mạng vì cơn bão Gabrielle. Trong khi đó, hàng trăm người được giải cứu từ nóc nhà và hơn 10.000 người được sơ tán tới nơi an toàn. Các hình ảnh và video được công bố cho thấy những ngôi nhà bị cuốn xuống chân đồi, những con đường chìm trong nước và những người ngồi trên nóc nhà bị nước lũ bao quanh. Nhiều tuyến đường ở đảo Bắc New Zealand, trong đó có tuyến huyết mạch nối thủ đô Wellington đến thành phố Auckland cũng tê liệt. Theo Guardian, một số khu vực bị ảnh hưởng nặng nề ở đảo Bắc vẫn bị cô lập, khoảng 144.000 hộ dân không có điện và thông tin liên lạc đều bị cắt đứt, khiến việc cứu hộ và đánh giá thiệt hại trở nên khó khăn. Ban đầu gió lớn khiến việc điều máy bay trực thăng đến ứng cứu là không thể, nhưng khi thời tiết được cải thiện, khoảng 300 người đã được giải cứu khỏi mái nhà của họ ở vịnh Hauke của New Zealand. Thưa quý vị, cơ quan y tế Nigeria mới đây đã xác nhận 216 trường hợp mắc bệnh bạch hầu, trong đó có 40 trường hợp tử vong kể từ tháng 12 năm 2022 đến nay. Trong báo cáo mới nhất về tình hình dịch bệnh, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Nigeria CDC cho biết, bang Kano phía bắc nước này có số người mắc bệnh cao nhất với 211 trường hợp được xác nhận, trong đó có 38 trường hợp tử vong. Ngoài ra, một số trường hợp mắc bệnh và tử vong khác cũng được ghi nhận ở các bang Lagos, Yobe và Osun. Trong số những trường hợp mắc bệnh nêu trên có 184 trẻ em ở độ tuổi từ 2 đến 14 tuổi. Hiện CDC Nigeria đang triển khai các hoạt động ứng phó ở các bang bị ảnh hưởng. Được biết bạch hầu là bệnh nhiễm trùng cấp tính do vi khuẩn Corynebacteria gây ra, ảnh hưởng đến mũi, cổ họng và đôi khi là da của những người mắc bệnh. Các triệu chứng chính của bệnh gồm sốt, sổ mũi, đau họng, ho, mắt đỏ và sưng cổ. Trong những trường hợp nghiêm trọng, bệnh có thể dẫn đến tử vong. Trên đây là những thông tin trong bản tin tổng hợp ngày hôm nay của Hành trình tương lai. Tiếp theo đây, Hồng Nhung xin mời quý vị cùng theo dõi phần nhân sinh cảm ngộ. Thưa quý vị yêu mến, trong dòng chảy của lịch sử, nhân loại đã từng trải qua biết bao biến động, biết bao đổi thay, tạo nên biết bao khúc quanh cho lịch sử. Đứng trước sự kiện đã và đang xảy ra, Hồng Nhung xin được gửi đến mọi người một đôi điều xưa cũ để chúng ta cùng suy ngẫm nhé. Thứ nhất, nguồn gốc của nhân loại. Xưa kia người ta luôn tin rằng con người có nguồn gốc thật cao quý, con người là do thần tạo nên. Điều này đã được ghi rõ trong kinh sách của các tôn giáo, cũng như trong những tích cổ còn đang được lưu truyền tại dân gian. Chẳng hạn, người phương Tây có truyền thuyết về Adam và Eva, người phương Đông có truyền thuyết về nữ oa, bàn cổ, còn người Việt Nam chúng ta cũng có thuyết về bà mụ, về dòng dõi lạc hồng, con rồng cháu tiên. Điều đó đã duy trì đạo đức của toàn nhân loại suốt mấy nghìn năm. Ngày nay, từ khi khoa học phát triển, khoảng 200 năm đến nay, mang lại cho con người vô số những tiện ích vật chất, trước mắt thì tầm nhìn của con người dần dần trở nên hạn hẹp, chỉ tin vào khoa học, trở nên kiêu căng, ngạo mạn, cho rằng mình có thể làm chủ vận mệnh, làm chủ thiên nhiên. Từ đó không tin vào những lời dạy của cổ nhân, không còn kính tín thần. Tùy ý tàn phá thiên nhiên, chối bỏ văn hóa, truyền thống, chối bỏ nguồn gốc cao quý của chính mình là do thần tạo ra. Cho rằng điều đó thật hoang đường. Vì tin vào khoa học nên con người đã quyết định chọn cho mình một nguồn gốc có phần thấp kém hơn, hạ đẳng hơn và gần gũi với súc vật hơn, đó là tiến hóa từ một loài vượn cổ. Cái học thuyết ấy đã trở thành tín ngưỡng của người người, nhà nhà, trở thành chân lý trong các trường học ở mọi quốc gia và mọi vùng lãnh thổ. Bao phủ toàn nhân loại là nền tảng tư duy cho mọi người, là cội rễ của mọi vấn đề trong cuộc sống. Và cũng có những suy nghĩ ngờ vực, quả quyết mà rất vui vẻ. Chúng ta thực sự ngồi xuống suy nghĩ, chợt nhận ra một con khỉ dẫu có mặc váy đẹp, biết ăn chuối bóc vỏ, biết đi xe đạp hai bánh, thì đến khi trăm tuổi, nó cũng chỉ có thể biến thành hai thứ. Một là thành đống xương khô, hai là thành cao khỉ cho mấy bà ngâm rượu.
chứ dứt khoát không thể thành người được. Trong Kinh Thánh, sách Sáng Thế có kể về Noah, một người công chính luôn tín thần nên đã được thần khải thị rằng sắp có một trận đại hồng thủy có thể hủy diệt cả nhân loại. Thần phán truyền cho ông hãy đóng một con thuyền lớn có chiều dài, chiều rộng, chiều cao theo quy định. Sau đó đưa cả gia tộc lên đó cùng với lương thực, hạt giống, vật nuôi mỗi loài một cặp. Trận đại hồng thủy đã diễn ra, nó nhấn chìm và phá hủy hết thảy. Chỉ nhóm người trên con thuyền Noah duy nhất còn sống sót. Họ đã trở thành những cư dân đầu tiên thuộc chủng người da trắng ở châu Âu trong nền văn minh lần này của chúng ta. Câu chuyện vốn chỉ được xem như là một câu chuyện cổ tích với nhiều yếu tố hoang đường, như chỉ để lừa mấy đứa con nít thôi, mà nay lại có nhiều bằng chứng khảo cổ từ các nhà khoa học là hoàn toàn có thật. Năm 1978, sau một trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, trên đỉnh núi Ararat đã phát lộ một con tàu hóa thạch ở độ cao hơn 2.000m so với mặt nước biển. Nhóm thám hiểm của Ron Watt đã tìm kiếm, đo đạc, khảo sát và kết luận đó là một con thuyền có niên đại khoảng 4.800 năm, gồm 3 tầng, có chiều cao, chiều rộng, chiều dài, bằng đúng với những con số mô tả về con thuyền của Noah trong Kinh Thánh. Vào ngày 20 tháng 6 năm 1987, sau hàng loạt các nghiên cứu, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ gồm Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, cơ quan khảo cổ và các nhà khoa học thuộc trường đại học Atatürk đã tuyên bố chính thức công nhận vật thể hình chiếc thuyền trên đỉnh núi Ararat chính là con thuyền của Noah. Điều đó có nghĩa thần là có thật và thảm họa mà thần cảnh báo cũng là có thật sao? Thứ hai là văn minh tiền sử và thảm họa ngũ hành. Thần đã tạo ra con người thì sao không bảo vệ con người trước những thảm họa? Con người quả thực là do thần tạo ra và con người là phải có đầy đủ quy phạm đạo đức của con người, đó là chân thực, thiện lương, nhẫn nhịn. Đó là một đặc ân của tạo hóa, là điều giúp con người khác biệt hoàn toàn với phần còn lại của thế giới. Mọi người thường nghĩ xem, khi con người đã chối bỏ nguồn gốc của mình, phỉ báng đấng tạo hóa đã tạo ra mình, hủy bỏ những lời dạy của thần, văn hóa, truyền thống, tự gây ra những thảm họa cho mình, liên tục phớt lờ những cảnh báo từ thiên nhiên. Dịch bệnh, thiên tai, thảm họa không phải là ngẫu nhiên, đó là hậu quả sinh ra từ đạo đức bại hoại của con người. Trong giới tu luyện, gọi đó là nghiệp lực luân báo. Chỉ khi nâng cao đạo đức để tiêu trừ nghiệp lực, con người không biết tu luyện thì không thể nhận ra nên liên tục tạo ra nghiệp lực mà không tự biết. Khi tâm tính con người đã chứa đầy vị tư vị ngã, đạo đức liên tục trượt dốc không phanh, ác nào cũng dám làm, thì nghiệp lực sẽ được tạo ra cuồn cuộn. Thần sẽ cảnh báo bằng những thảm họa xảy ra cục bộ theo từng địa khu nhỏ hẹp. Nhưng con người không hiểu, vẫn thản nhiên tự gây họa cho mình, phá hoại môi trường sống đến mức từ thức ăn đến nguồn nước và không khí đều bị ô nhiễm nghiêm trọng, làm mất đi cân bằng sinh thái, biến đổi khí hậu, thì thảm họa ngũ hành sẽ đồng loạt giáng xuống. Thảm họa ngũ hành tức là thảm họa xảy ra đến với mọi vật chất cấu thành nên vũ trụ này, bao gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, chẳng hạn như chiến tranh, dịch bệnh, cháy rừng, bão lũ, sóng thần, đại hồng thủy, động đất, sụt đất, núi lửa, nạn đói, v.v. Mức độ hủy diệt của nó thật ghê gớm, nó có thể săn bằng tất cả, chôn vùi tất cả. Mọi người còn nhớ câu chuyện về thành phố Atlantic huy hoàng thịnh vượng trong thời cổ đại đã bất ngờ biến mất chỉ sau một đêm thôi không? Mọi người vẫn tin rằng kỳ quan kim tự tháp Ai Cập khổng lồ ấy là do những người nguyên thủy vừa mới tiến hóa từ vượn người đã sáng tạo nên sao? Hiện nay các nhà khoa học đã phát hiện có rất nhiều tích cổ có niên đại lên đến hàng trăm nghìn năm, thậm chí hàng trăm triệu năm. Nó vừa rất xa sự xuất hiện của con người chúng ta. Chẳng hạn như tại vùng biển Okinawa, Nhật Bản, người ta phát hiện một quần thể kim tự tháp đồ sộ có niên đại khoảng 10.000 năm. Nhóm các nhà nghiên cứu Nga phát hiện một chiếc bù lông nằm trong một viên đá thuộc tỉnh Kaluzhaha đã 300 triệu năm tuổi. Những quả cầu nhân tạo Kleistor được tìm thấy ở Nam Phi cũng có niên đại lên đến 2,8 tỷ năm. Tại nước Cộng hòa Gabon, người ta đã phát hiện mỏ quặng uranium chính là một lò phản ứng hạt nhân cỡ lớn mà con người ngày nay không thể xây dựng được. Nó có niên đại khoảng 2 tỷ năm và được vận hành trên 50 vạn năm. Người Inca còn có một công trình xây dựng Sacsayhuamán với những khối đá nặng tới 150 tấn đặt chồng khít lên nhau đến độ hoàn hảo mà con người ngày nay cũng không cách gì làm được.
Đặc biệt, dưới đáy các đại dương đều có những công trình kiến trúc vĩ đại đã tồn tại hàng triệu năm tuổi. Những tích cổ ấy có rất nhiều khắp mọi nơi trên thế giới. Ngay cả ở Nam Cực, người ta cũng tìm thấy xương động vật hóa thạch Alaretanat. Tất cả chúng đều thuộc về các nền văn minh tiền sử. Chúng không phải được tạo ra từ nền văn minh này của nhân loại chúng ta. Điều ấy đã minh chứng rằng con người đã từng tồn tại từ rất lâu rồi, đã trải qua rất nhiều lần văn minh, giống như nhân loại chúng ta hiện nay. Có những nền văn minh còn vượt rất xa trình độ công nghệ của chúng ta. Nhưng rồi những nền văn minh ấy đều có những kết cục giống nhau. Khi đạo đức của nhân loại tỷ lệ nghịch với công nghệ tiên tiến hiện đại, mọi thứ sẽ kết thúc. Mỗi khi thảm họa xảy ra, những ai công chính, tín thần, những ai vẫn còn giữ được chân thiện nhẫn, tiêu chuẩn quy phạm của con người như Noah thì chắc chắn đều được thần lưu lại. Họ sẽ là những hạt giống thuần thiện, thuần lương cho nền văn minh tiếp theo. Cứ mỗi 5.000 năm, một vở diễn mới lại bắt đầu. Cứ mỗi 5.000 năm, nhân loại lại cùng nhau diễn những vai diễn của chính mình đã được thần an bài. Có người tốt, có kẻ xấu, mỗi vai diễn đều vì nhau mà bộc lộ chính tà để lựa chọn đi cho đến ngày kết thúc. Chúng ta đang ở vào chặng cuối cùng của một chu kỳ 5.000 năm lịch sử. Những người vô thần, vô pháp, vô thiền đã trở thành số đông phổ biến của xã hội. Mọi người có nhận thấy thiên tai dịch bệnh càng ngày càng nhiều, càng ngày càng bất thường, càng ngày càng khó có thể kiểm soát nổi không? Khắp nơi trên thế giới, thiên tai, nhân họa cũng chỉ mới là những hồi chuông cảnh báo mang tính cục bộ để giúp những người còn lương tri sớm tỉnh ngộ mà nhận ra mà vãn hồi quy tâm. Còn khi nó thật sự xảy ra thì điều đó mới thật sự thảm khốc. Lúc ấy có hối hận thì cũng đã quá muộn rồi. Khi tiếng kèn trump của vị thiên sứ bắt đầu cất lên cũng chính là lúc thế giới bắt đầu được dọn dẹp. Tốt xấu tại nhân, hành sự tại trời. Mong mọi người hãy thức tỉnh để lựa chọn cho mình một tương lai tốt. Người xưa coi thiên nhiên hợp nhất, con người với thiên nhiên gần gũi giao hòa. Từ góc độ dưỡng sinh mà nói, người xưa cho rằng thiên thể vốn là một đại vũ trụ, thân thể con người là một tiểu vũ trụ. Đại vũ trụ và tiểu vũ trụ có một mối quan hệ đối ứng. Nếu con người có thể hành sự thuận theo lẽ trời, hợp nhất với trời, với thiên nhiên thì sẽ mạnh khỏe trường thọ. Chân thiện nhẫn là nguyên lý cốt lõi trong môn tu luyện khí công Phật gia. Môn tu luyện này giúp người tập khỏe mạnh cả tâm lẫn thân, hé mở nhiều bí ẩn về nhân sinh quan, vũ trụ quan, quay trở về với nguồn cội, tư tưởng, khôi phục lại văn hóa thần truyền. Quý vị yêu mến xin đừng bỏ qua. Nội dung chúng tôi có đề xuất ở phía mô tả phía trên màn hình. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.